Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bảo tàng tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc và trao giải triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 28 năm 2023. Tới dự có các đồng chí nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức triển lãm, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Triển lãm là sự kiện thường niên của giới mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tác, mỹ thuật là dịp để các họa sĩ gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác, đồng thời đưa các tác phẩm mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. Triển lãm giới thiệu gần 200 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 186 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên cộng tác viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật 9 tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Sông Hồng gồm Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng. Rất là vui và vinh hạnh được về Hưng Yên để dự triển lãm. Với các bạn đón tiếp rất là chu đáo, không gian trưng bày tranh rất là đẹp và có rất là nhiều những tác phẩm đa dạng về chất liệu. Các họa sĩ đã rất chịu khó đi sâu vào đời sống xã hội của nhân dân và đặc biệt là số lượng tranh tham gia mà vẽ về đề tài mũi nhọn, bảo vệ tổ quốc, đề tài chuẩn bị chiến đấu, đề tài lực lượng vũ trang, cũng như lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt đời thường. Phát biểu chào mừng triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 28, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức triển lãm, giới thiệu khái quát về truyền thống lịch sử và văn hóa, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn dành sự quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng. Kết thúc sự kiện khai mạc triển lãm, ban tổ chức đã trao 11 giải, trong đó có 2 giải B, 3 giải C và 6 giải khuyến khích, đồng thời công bố kết quả 24 tác giả là hội viên, cộng tác viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật địa phương được Hội đồng Nghệ thuật giới thiệu dự giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Tỉnh Hưng Yên có một tác giả đoạt giải B, giải cao nhất của triển lãm, đó là họa sĩ Nguyễn Thái Cớ với tác phẩm tranh sơn mài Hội cầu mưa. Bức tranh với đề tài dân gian đã toát lên được những giá trị văn hóa đặc sắc của mảnh đất và con người Hưng Yên. Chủ đề mà có trong những cái câu chuyện dân gian, những cái câu chuyện đời sống ở làng xã, ở trong cái lễ hội ở những cái địa phương của Hưng Yên mình. Cái chất liệu là sơn mài. Sơn mài là cái chất liệu hội họa truyền thống của Việt Nam. Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 28 năm 2023 mở cửa đón khách tham quan từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 10 tháng 9 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.